Thưa quý vị và các bạn, các bác sĩ thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa phẫu thuật thành công một khối u men khổng lồ xương hàm dưới của một nữ bệnh nhân, chỉ mới 24 tuổi. Ca phẫu thuật này rất đặc biệt bởi đã giúp mong ước không còn phải dùng khăn che kín mặt nữa của cô gái này thành một hiện thực. Mới cả khi 9 tuổi, khăn phát triển đến hột gạo, rồi dây dây nọ to hết, rồi chưa khả năng nào cả. Cuộc sống của mình thì ăn uống phức tạp, rồi ăn cơm thì hình hạn. Mình ăn cháo, đôi khi rất quên cái hao sẽ nặng hơn to hơn, và sẽ nặng trên khuôn mặt. Và giấc ngủ cũng sẽ cậy ôi sẽ hơn sẽ đỡ hơn hơn như nước hơn chút. Mình đang nghiêng đâu ạ. Đi đến lúc mình đã nâng rồi thì rất khó khăn. Nhưng mà cái khăn trẻ sẽ dễ hơn. Không có khối u này. Mình không tự tin cho lắm. Vì ta ngồi đưa xa người sẽ không cứ như nhỏ của mình. Và mình xin mở cái khăn này. Chỉ là hai con mắt thôi nhìn được. Và con của mình là bỏ được cái khánh, rồi cái ô xe này sẽ loại bỏ muốn có. Nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, khối u vùng xương hàm lớn, gây biến dạng xương hàm dưới và mặt. Khối u khổng lồ đã khiến cô gái trẻ đau nhức, mệt mỏi, khó thở. Loại bỏ khối u là không còn phụ thuộc vào chiếc khăn. Đó là mong ước suốt 5 năm qua của cô gái trẻ. Vì khối u phát triển to nên có rất nhiều khó khăn đặt ra với trường hợp này. Các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 gồm nhiều chuyên ngành đã hội chẩn đánh giá tình trạng của bệnh nhân. Cái khó ở đây thì là cái khối u của cháu nó phát triển rất là to và gần bằng cái đầu của cháu. Thế và cái hệ thống mạch máu nó rất giàu, rất phong phú. Cho nên rằng là về mặt chuyên môn thì khi tôi cắt cái khối u này thì chắc chắn là nó sẽ gây ra những vấn đề về chảy máu, mất máu với bệnh nhân. Vấn đề khó thứ hai nữa là vấn đề là khi cắt được cái u rồi, chẳng cắt được cái u mà an toàn rồi, thì cái việc mà tạo hình lại cái phần xương bị khuyết, ở đây toàn bộ xương hàm dưới của cháu, nó cái khối u nó chiếm toàn bộ phần xương hàm dưới gần hết luôn. Thì cái việc tạo hình lại cái xương đó như thế nào? Thì bình thường ở viện 108 đây thì cái việc mà chúng tôi sử dụng cái xương ở cẳng chân, một cái xương ngoại xương mác để thay thế cái phần xương hàm dưới bị mất đoạn là cái việc mà làm từ rất lâu nay và rất là hiệu quả cũng như là áp dụng đối với rất nhiều bệnh nhân rồi. Thì tuy nhiên với cái cháu bé như này thì cái bản thân cái xương của cháu ở cái phần chân ấy chúng tôi nghĩ là rất là nhỏ, cho nên là đấy cũng là một cái khó khăn. Ca phẫu thuật diễn ra gần 6 tiếng đồng hồ. Sau khi kiểm soát được tình trạng chảy máu, bệnh nhân được cắt bỏ khối u nặng hơn 2 kg, tạo hình lại xương khuyết. Sau ca mổ đặc biệt, sức khỏe của bệnh nhân dần ổn định. Sự nhẹ nhõm, đó là điều em cảm nhận rõ nhất sau ca phẫu thuật. Thương và ổn hơn, ăn được nhiều hơn, và không nặng nề nữa, thành nhẹ nhõm hơn, và không cần phải bị phụ trả khánh nữa.